Thì chào con. Nhưng mà hôm nay vào hơi muộn. Tại con mới đi học về. Ừ không thể biết rồi. Nhưng mà kiểu vì là vào muộn thì lại kiểu hôm trước thầy bảo với con rồi đấy, con còn nhớ không? Dạ Vì là vâng. vì vì cái khung thời gian của cái ca tiếp theo của thầy nó lại không 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 được trống, nó xa lâu lâu ấy. Ok. Nào. Ôi rèn luyện luôn thôi. Vậy thì bây giờ như này nhá. Bây giờ như này. Thầy đã có được một số những cái đề thi học kỳ 1 của một số trường ở Hà Nội mới thi trong cách đây một hai hôm. Được không nào? Vậy bây giờ nhá. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ chỉ có hai cái nội dung cần quan tâm chính bây giờ. Ở trên trường ấy thì cái phần hệ phương trình bậc nhất hai ẩn nó là cái này này. Con đang nhìn thấy không? Vâng. Thì cái phần này thì nó có dễ không? Thầy đoán Dạ chắc là nó dễ đúng không? Ok, chỉ có bởi vì nó có hai cái phương pháp hay làm thôi mà. Một là phương pháp thế và hai là cộng đại số, đúng không? Thế thì cái phương pháp này nó đơn giản nên là thôi, chắc là thầy sẽ không cần phải hướng dẫn con cái này nữa đúng không? vâng. Ok nhá, vậy bây giờ như này, chúng ta chỉ tập trung vào hai điều thôi. Bây giờ thầy sẽ thứ nhất là phần hàm số. Hàm số thì nó như thế này, đề kiểu như thế này. Sau đó là thầy với con sẽ tập trung nhiều vào cái phần hình học, được không nào? Ok nhá. Nào. Đây là cái bài hàm số đầu tiên. Bây giờ con sẽ làm luôn cho thầy thật nhanh bài này xem nào. Cho hàm số bậc nhất y bằng m cộng 2 đóng bằng ngoặc nhân x cộng với 5 với m khác trừ 2, như vậy nó ý là nó đã cho chúng ta cái này là hàm số bậc nhất rồi, có đồ thị là đường thẳng d. Thứ nhất, vẽ đường thẳng với m bằng 0, với m bằng 0 thì tức là ta sẽ có ngay nó là cái thằng y bằng 2x cộng với 5, thì thằng này là cắt trục tung trục hoành, cắt trục OX OY đúng không? Tại hai cái điểm AB gì đó. Thì điểm A sẽ có lập bảng nhá, lập bảng cho nhanh, được chưa nào? Lập bảng thì ta sẽ có được cái bảng nó như thế này. X này, y này, x bằng 0 thì y bằng 5. X bằng trừ 2 thì y bằng dương 1. Thế thì con có thể lấy như này cũng được, hoặc không thì chúng ta lấy trừ cái thằng không cắt trục OX OY nữa mà chỉ là lấy hai điểm bất kỳ thôi. Thì ta sẽ có được là cái gì? Trừ trừ 1 thì thằng này bằng dương 3. Như vậy là hai điểm nó là âm 1 dương 3 và trừ 2 dương 1. Được không Vy Anh? Ok. Vậy thì cái thằng này nó sẽ như này. Y, x này. Trừ 1 thì nó đâu đó ở đây. Trừ 2, trừ 3. Trừ 2, trừ 3, trừ dương 1, dương 2, dương 3 đúng không? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi, ok. Điểm x bằng trừ 1 nó ở đây. Dương 3 nó nằm lên này. Một điểm. Trừ 2 ở đây là dương 1. Ok, đã có hai điểm rồi, nối lại với nhau thôi. Đây đúng không con? Ok, nó sẽ là loanh quanh như thế này, kệ nó. Được chưa? Xong nhá. Ý thứ hai, tìm giá trị của m để đường thẳng d cắt đường thẳng này tại điểm có hoành độ bằng trừ 3. Vậy thì gọi giao điểm đi cho nó dễ, gọi giao điểm của đường thẳng d với đường thẳng hàm số là y bằng 3 trừ 3x cộng với 1 là điểm M nhá. Có tọa độ là XM, IM. Cứ viết như này trước. Sau đó nó bảo rằng là theo đề bài thì hoành độ của giao điểm là hoành độ của giao điểm là M XM chứ. Hoành độ là XM thì bằng trừ 3 đúng không con? Từ đó ta sẽ có được điểm M sẽ có tọa độ là trừ 3 chấm IM. Thế bây giờ đi tìm IM trước, sau đó thay vào để tính ra điểm cái giá trị M này của chúng ta đúng không? Nào con thay cho thầy xem nào, xem bằng bao nhiêu. 2 phút.
Xong chưa? Ừ, vì anh xong chưa con? Rồi á. Ồ, xong cái phải báo thầy luôn chứ. Xong bất cứ lúc nào phải bảo xong rồi thầy ơi. Ví dụ thế để thầy biết, để con phải next sang cái khác chứ. Vội lắm rồi. Nào, trong trường hợp này M của con bằng bao nhiêu nào? Bằng 4 phần 3. 4 phần 3, thử nhá. Cái tọa độ trừ 3 này thay vào cái thằng kia là Y sẽ bằng là 9 cộng với 1 là bằng 10 đúng không? Như vậy nó là điểm trừ 3 âm 10, trừ 3 dương 10. Vậy thay vào kia 10 bằng này M cộng 2 nhân với trừ 3 cộng với 5, vứt 5 sang vậy là trừ 3 nhân với M cộng 2 bằng là dương 5. M cộng 2 sẽ bằng âm 5 phần 3, trừ thêm 2 nữa. Vậy không chính xác rồi. Trừ đi thêm 2 vậy là âm 11 phần 3. Được chưa? Nào nhầm lẫn ở đâu? Cái bước M cộng 2 ạ, bằng 5 ạ. Ừ, thế tại sao lại để nhầm? Ấy, thấy chưa? Những cái câu như thế này mà một điểm đấy. Không nào? Không được nhầm nữa nhá. Nhớ chưa nào? Vâng. Hết sức cẩn thận con ạ.
coi như là mình đang đi thi ấy. Rồi ok, bài tiếp theo. Rồi ok, làm thầy bài tiếp theo nào. Lần này làm phải chính xác hơn đấy. Xong gậy báo luôn nhá. Trường hợp đầu tiên, tìm M để song song với đường thẳng của phương trình như thế này thì điều kiện để song song đó là D và D phẩy song song với nhau khi A phải bằng A phẩy và B thì khác B phẩy, hiểu chưa? Như vậy là cần phải có cả hai thứ, hệ số góc bằng nhau. Còn B này được gọi tên là tung độ của gốc. Đây là hệ số góc.
Xong chưa? Xong chưa? Chắc câu A thì xong rồi, câu B đang làm. Đúng con. Dạ vâng. Thứ nhất là cái ý đầu tiên thì thôi thầy không nói. Ý thứ hai là M để DM cắt hai trục lần lượt tại A và B. Lại còn cả phân biệt nữa. Như vậy ở đây con nhớ đến con đấy nghĩa chính là gì nhỉ? Chính là cái điều kiện để một đường thẳng mà cắt hai trục tại hai điểm phân biệt đấy. Chính là cái hôm qua chiều hôm qua thầy vừa nói đấy. Hiểu chưa? Để một đường thẳng mà cắt hai trục tại hai điểm phân biệt thì cần phải có điều kiện. Hiểu chưa? Y bằng AX cộng B này. Lưu ý một tí. Y bằng AX cộng với B. Nếu như trong trường hợp mà A mà bằng 0 thì dẫn tới là Y bằng B thì cái đường thẳng này sẽ cắt trục tung. Chưa? Cắt trục tung. Thế còn nếu mà trong trường hợp B mà bằng 0 thì dẫn tới Y bằng AX thì cái thằng này nó sẽ là đi qua gốc tọa độ. Đi qua gốc tọa độ. Như vậy là để mà cái hàm số bậc nhất ấy, hay là đường thẳng DM ấy cắt hai trục tại hai điểm phân biệt thì có nghĩa là chúng ta cần phải có điều kiện, đó là bản thân đương nhiên là A phải khắc không rồi, đúng không? Và đồng thời ở B cũng phải khắc không luôn, được không Vi Anh? Có hiểu ý thầy không? Có. Đấy. Như vậy trong trường hợp này là M cần phải khắc không này, có điều kiện bổ sung thêm này, M khắc không và M khác 1/2, đúng không? Dạ đúng. Đây là hai cái phải có nhá. Biết đâu lúc tìm ra ấy, con lại tìm ra M bằng 1/2 chẳng hạn, mà con kết luận là vậy. M bằng 1/2 thì cái đường thẳng đấy cắt hai trục tại hai điểm AB và sao cho sin góc này bằng căn 5 trên 5 là toi luôn. Bởi vì nó có hình thành ra được cái tam giác AOB đâu, mà làm gì có cái góc BAO. Đúng không Vy Anh? Có hiểu ý thầy không? Ừ, nhớ nhá.
Xong cả hai câu chưa con? Thế cái câu B con cứ bị giải ra cái gì ý thầy ạ? Ờ ok thử xem nào. Thế câu A thì M bằng bao nhiêu đây? Câu A như nào? Câu A thì A bằng A phẩy. Đúng. Con ra là M bằng trừ 1. Ờ, tức là M sẽ phải bằng âm 1 này. Và thêm một cái điều kiện nữa là trừ 2M cộng 1 phải khác 3M, được chưa? Vậy thực ra thì nó sẽ dẫn tới là M ở trên thì vẫn bằng âm 1 thôi. Còn ở dưới thì M sẽ phải khác là 1 phần 5. Được không? Được ạ. Như vậy là ok. Vậy cái giá trị này là ok nhá. Được chưa? Rồi, đấy là câu A. Bây giờ câu B này. Câu B của chúng ta nó bảo rằng tìm M để DM cắt trục OXY lần lượt tại hai điểm phân biệt. Vậy thứ nhất là điều kiện để cho đường thẳng DM cắt hai trục OX'OY tại hai lần lượt tại, viết hẳn giống hệt như đồ bài đi. Lần lượt tại A và B phân biệt. Cái câu này chính là tương ứng với việc chúng ta phải đi tìm điều kiện đấy con ạ. Là trong trường hợp này ta sẽ cần phải có hai điều kiện. Đó, thứ nhất là M phải khác 0. Nhớ chưa? Thứ hai là trừ 2M cộng 1 phải khác 0 nữa. Dẫn tới là M khác 0 và M khác 1 phần 2. Nhớ cái điều kiện này không thể thiếu được. Sau đó thì nó sẽ gọi cắt OX. Là đây là điểm A đúng không con? Cắt đây là điểm B đúng không? Được chưa? Đây là mình vẽ phác dạng đồ thị ra nhá. Làm đồ thị bao giờ cũng phải vẽ phác dạng. Thế thì nó bảo rằng là cái góc BAO, BAO tức là cái góc này này. Góc này có phải chính là cái góc alpha của chúng ta ở trên này này. Alpha đây với alpha đây là như nhau. Đúng không? Vâng. Ờ. Thế thì trong trường hợp này thì chúng ta lại nói lại bảo dùng sin cơ. Sin là cái gì? Sin thì tức là lại liên quan đến cả cái sin của góc BAO này. Bằng là căn 5 trên 5. Bài này thì có hai hướng giải. Hướng thứ nhất là con sử dụng luôn công thức là sin thì bằng là sin đi học là đối, đối trên huyền đúng không? Là sẽ bằng là OB này chia cho AB. Được không? Dạ được. Như thằng này sẽ bằng là OB chia cho căn của OA bình cộng với OB bình. Đây là có thể hướng sử dụng theo hướng này. Ok? Dạ. Hướng thứ hai là con nhìn nhá, có thể dùng theo hướng này. Đó là sin này con nhìn thấy là dương đúng không? Chắc đúng. Ờ, sin này dương thì như vậy là đây là sin của một góc nhỏ hơn 0 độ. À, thấy xin lỗi, nhỏ hơn 90 độ. Vậy thì cái cốt của góc BAO con tính ra được không? Bằng 1 trừ đi sin bình đúng không? Của góc BAO. Nhưng mà nhớ có căn nhá. Ok? Được không Vy Anh? Dạ được ạ. Vậy thì sẽ bằng 1 trừ đi 5... trên 525 thì viết như này đi, hoặc là các con có thể tối giản luôn, nó bằng là 1 phần 5 luôn cái gì đúng không? Dạ đúng. Có căn. Vậy thằng này sẽ bằng là 2 trên căn 5, tức là bằng 2 căn 5 trên 5. Đúng chưa? Dạ đúng rồi. Ờ. Thế thì có tính ra được tang không? Tang của alpha. Tang alpha bằng cái gì? Bằng sin trên cos cái gì? Dạ đúng. Ờ thì sin trên cos thì hai thằng này chia cho nhau thì bằng 1 phần 2. Được không? Đúng chưa Vy Anh? Dạ rồi ạ. Ờ, thế cái thằng tan pha này có phải chính là hệ số góc không? Nó là hệ số góc của chúng ta đấy. Được chưa? Được. Vậy thực tế là nếu bài này mà nhẩm ra được thì M sẽ phải bằng 1 phần 2. Được chưa? Được, được. Ờ, đấy là nhẩm nhá. Thế còn bây giờ làm theo cái cách trên xem nó có hợp lý không nhá. Làm theo cái cách trên đó là cái cách mà tìm ra công thức này này. Con hiểu không? Ờ, nhưng mà làm theo cách dưới cũng được đúng không ạ? À, ừ thì có ai bảo sai đâu, nhưng mà bây giờ phải vấn đề là phải làm ra hai cách nó phải cùng kết quả. Còn nếu kết quả không giống nhau thì có cái mình đang bị nhầm lẫn ở đâu đấy. Hiểu không nào? Đúng bây rồi. Giờ mình đang ôn tập nên mình có thể được phép rèn luyện thoải mái. Con hiểu chưa? Đúng rồi. Rồi vậy ta có nhá, điểm A này thì có tọa độ là xa chấm phẩy 0. Cho nên điểm A thực chất nó sẽ có tọa độ là thay y bằng 0 vào. Thì y bằng 0 thì như vậy x sẽ bằng là 2m trừ 1. 2M trừ 1 trên M chấm 0, đúng không Vy Anh? Kiểm tra cho thầy đi. Điểm B này có tọa độ là 0 chấm IB.
Vậy điểm B này sẽ có tọa độ là 0 chấm này, thay điểm 0 vào nó lại trừ 2m cộng 1. Đấy. Như vậy từ đó dẫn tới suy ra ta có OA sẽ bằng trị tuyệt đối của 2m trừ đi 1 trên m. Thế còn OB thì bằng trị tuyệt đối của trừ 2m cộng với 1. Được không? Vậy lắp vào công thức nhá. Sin alpha này, sin của góc BAO đấy. Sin đi học, vậy nó bằng OB chia cho AB. Vậy đến đây, nhớ là phải có Pythagore đầy đủ mới nói ra được, có Pythagore thì mới có được công thức đấy nhá. Chứ không phải tự nhiên là có được đâu, nhớ chưa? Đây chẳng qua là định hướng thôi. Vậy bằng này, trị tuyệt đối của trừ 2m cộng 1 trên căn của thằng này, hai thằng này bình phương. Vậy cứ bình tĩnh mà viết. OA thì bằng là 2m trừ 1 trên m đóng mở ngoặc bình phương cộng với trừ 2m cộng 1 đóng mở ngoặc bình phương tiếp. Và cái thằng này nó sẽ bằng là bao nhiêu đây? Căn 5 trên 5. Được không con? Đã được ạ. Đến đây ta sẽ bình phương hai vế lên nhá, cho nó nhanh. Bình phương lên thằng này sẽ là 1 phần 5 này. Thằng này sẽ bằng là trừ 2m cộng với 1 tất cả bình. Dưới mẫu thì vẫn là hai thằng này cộng với nhau thôi. 2m trừ 1 chia cho m tất cả bình phương cộng với trừ 2m cộng 1 đóng mở ngoặc tất cả bình phương. Đúng không Vy Anh? Vậy thằng này 1 phần 5 thì con nhân tung nó lên cho thầy. Hoặc trước khi nhân thì chia cả hai vế cho thằng trên tử này đi. Có chém hoa quả được không? Đã thêm Cũng được. thoải mái nhá. Vậy nó sẽ còn lại là 1 trên 1 trên m bình phương cộng với 1. Đúng không con? Chuẩn chưa? Rồi tính nốt nào. Nhân lên là 1 trên m bình cộng với 1 bằng 5. Vậy suy ra 1 trên m bình phương bằng 4. Vậy m bình phương sẽ bằng 1 phần 4. Được không? Từ đó suy ra m sẽ bằng cộng trừ 1 phần 2. À, đến đây thì chúng ta sẽ nghĩ đến là tại sao lại có cái hai giá trị mà như nãy con nói, như nãy thầy với con tính nhẩm ở kia thì lại chỉ ra 1 phần 1 giá trị thôi, đúng không? Có hiểu không? Đấy. Thế thì con còn nhớ là cái ngoài cái nãy chúng ta còn có một cái thêm điều kiện là m khác 0 đúng không? Đúng. M khác 1 phần 2. Như vậy cái giá trị 1 phần 2 này sẽ bị loại và sẽ còn lại một giá trị đó là bằng trừ 1 phần 2. Đúng chưa? Đúng. Thế thì nếu trừ 1 phần 2 thì cái hệ số góc của chúng ta trừ 1 phần 2 tức là như nào con biết không? Nó chính là thằng như này này. Có hiểu không? Như vậy là hoàn toàn hợp lý. Chứ không phải là không hợp lý, mà như vậy là khi mà chúng ta làm theo cái cách trước ấy thì con phải hết sức để ý, bởi vì chúng ta lúc nãy đang lấy sin ở đây đơn thuần là như thế này. Thì sin nó như thế này thì lại cứ nghĩ là tan của cốt của nó cũng phải là dương để dẫn đến là tính ra được tan của nó phải dương, đúng không? Nhưng thực chất là cốt của nó có thể là sin này. Sin lúc nãy chúng ta vừa tính là sin là bằng căn 5 trên 5 đúng không? Và nhẩm ra được là cốt sẽ bằng là 2 căn 5 trên 5. Nhưng thực chất là nó có thể cộng trừ. Có hiểu không? Có hiểu không con? Dạ hiểu ạ. Tại vì là cái góc này này, khi đó thì cái góc mở ra nó lại là cái góc này cơ. Mà cái góc này ấy, thì nó trong trường hợp này thì cốt của chúng ta lại là cái góc lớn hơn 0 độ. À, lớn hơn 90 độ. Alpha của chúng ta trong trường hợp này lớn 90 độ và nhỏ hơn 180. Cho nên cái trường hợp này, nếu mà dùng theo hệ số góc thì thầy nghĩ là trong trường hợp này nó chỉ là kiểm tra thì tốt. Chứ còn nếu mà làm vào bài kiểm tra thì dễ là sẽ không được điểm tối đa. Có hiểu không Vy Anh? Ừ, đấy, nó lại khổ thế. Cho nên là làm như bình thường là tốt nhất nhá. Được chưa con? Được chưa? Nó phức tạp hơn một tí đấy, nhưng mà đành phải chơi cái trò đấy thôi, chẳng biết làm nào. Bởi vì nếu như lúc nãy thầy với con mà làm theo như cái kia ấy là lại bị loại mất một trường hợp đi, Ở và nó đây chính tại vì sao? con cũng ra đến 1/2 rồi nên là Không, nhưng nó lại là hai giá trị cơ thì làm sao? Con có tính ra được cả hai, là cả 1/2 và trừ không, 1/2 không? con chỉ tính ra được một giá trị là 1/2 thôi. Nếu thế thì lại bị thiếu mất. Thầy với con tính theo cái kiểu đầu tiên ấy là bị thiếu mất một cái trường hợp là nó là cái hệ số góc nó âm, đúng không Vy Anh? Dạ Đấy, hiểu chưa? Ok nhá. Rồi. Cố gắng nhá, những cái bài như này đừng để sai, nó cũng là một cái để rút kinh nghiệm đấy. Hiểu không con? vâng. Ừ. Là xem thêm một cái bài nữa, nào có bài nào đặc sắc một tí thì làm nốt. Con nhìn thử cái bài này xem là nó có cần phải thầy với con cùng làm không, hay là nó dễ thì bỏ qua. Cái bài này dễ thật. Nó cũng là dễ đúng không? Không. Diện tích của tam giác bằng 8, tức là OA nhân OB chia 2 bằng 8. OB
OA thì sẽ tính ra được theo M, OB tính ra theo được M. Sau đó là con sẽ tính toán bình thường. Chỉ cần vấn đề là cẩn thận thôi, nhớ chưa? Ừ, ok. Bài này là cái bài của trường Ba Đình hôm trước thầy với con làm rồi. Next nhá. À, nhìn qua. Nhìn xem nha thầy, xong sau đó là nếu nó dễ thì bỏ qua nhá. Sao rồi? Dễ gì? Bỏ qua gì? Bỏ qua nhá. Lăn tăn gì không? Được Tìm không? tìm tọa độ của điểm mà cố định mà luôn đi qua. Tại cái Nếu bài này tất nhiên con là nó không khó, nhưng mà trình bày thì cái bài này sẽ trình bày như nào? À, như này. Bài này thì gọi là gọi tọa độ của điểm, tọa độ của điểm cố định. Cố định mà đường thẳng D luôn đi qua với mọi giá trị của M, với mọi giá trị của M là điểm M đi, được chưa nào? Có tọa độ là XM, IM. Được không con? Thế thì điểm M này của chúng ta, điểm M có tọa độ XM, IM này, nằm trên, thuộc đường thẳng D, nên ta sẽ có tọa độ của nó sẽ phải thỏa mãn phương trình của hàm số bậc nhất. Vậy ta có này, IM bằng M trừ 1 đóng mừng mặc nhân XM cộng với M cộng 2. Được không con? Từ đó dẫn tới ta sẽ chuyển thành cái dạng như sau. M này nhân với XM trừ XM cộng với M cộng 2 trừ đi IM bằng 0. Đúng chưa? Dẫn tới đặt M ra ngoài ta có XM cộng với 1 trừ đi XM trừ đi cộng với IM vào đây, xong là trừ đi 2 cho trong ngoặc như này cũng được. Cho này cho nó dễ nhìn, được chưa? Thế thì cái thằng này là cả con nhớ nhá. Cả mấy cái dòng này đều có cái từ người ta có tên gọi nó là luôn đúng với mọi M. Luôn đúng với mọi M. Nhớ nhá, phải dòng nào cũng có cái câu này cho xuống đây này. Câu này cho xuống đây này, nhớ chưa? Thế mà nó luôn đúng với mọi M khi nào? Khi mà hai cái hệ số XM cộng với 1 bằng 0 và cả cái thằng đằng sau kia cũng phải bằng 0 luôn. Đúng không Vi Anh? Đúng. Điều này dẫn tới tìm ra được XM sẽ bằng trừ 1. Thế còn thay vào đây trừ 1 là trừ 3. Như vậy là IM của chúng ta sẽ bằng 3. Cho ngon. Vậy tọa độ điểm M có tọa độ là trừ 1.3. Đây là điểm cố định mà cái hàm số bậc nhất đầu bài cho luôn luôn đi qua với mọi M. Nhớ chưa? Hiểu được cách trình bày này chưa? Ok. Nào thử luôn cái bài bên dưới này, ngay bên dưới nó một tí nào.
Để đo chiều rộng AB của một khúc sông. Chiều rộng tức là gì? Chính là cái hai bờ con sông này xem là nó bằng bao nhiêu. Mà không phải băng qua nó thì một người đi từ A đến đến C đo được AC là 50 mét. Con có nhìn rõ được cái hình ở đây không? Có ạ. Ở nhìn rõ gì? Ok, nó sẽ chính là như này này. A, B, C đâu đó đây. Và khoảng này là 50 mét. Và từ C người ta nhìn thấy B với một góc nghiêng 62 độ. Rồi ok, góc này 62 độ đây này. Trong trường hợp này thì vẽ không chính xác lắm, 62 độ thì nó phải như thế này cơ. Được chưa? Ok, 62 độ. Tính chiều rộng của khúc sông, tính được không? Muốn tính chiều rộng của khúc sông, trong trường hợp này chiều rộng khúc sông chính là thằng AB, đúng không? Chuẩn không? Vậy đến đây ta sẽ sử dụng hàm gì đây? Tỉ số lượng giác gì? Hàm gì mà liên quan đến hai cạnh góc vuông? Chắc chắn không phải là sin cos rồi. Có đồng ý không? Sin Đúng. với cos thì phải liên quan đến cạnh huyền. Đây là AB và AC. Vậy ta có nhá. Có. Tang thì Đúng bằng đối trên sang. kề đúng không? Vậy thì trong trường hợp này ta sẽ có được là AB thì sẽ bằng AC nhân với tang của góc 62 độ. Nó sắp xỉ được đúng không ạ? Thì nó vấn đề là đây, nó bảo gì bao nhiêu đây, làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai. Vậy bây giờ phải bình tĩnh nhá. Tang 62 độ con tự ấn máy tính hay là để thầy ấn máy tính cùng ở trên màn hình này luôn. Sao giá khai động nó sẽ bằng là 1,888. 1,88. Con cứ lấy như này đi đã, 1,88 đúng không? Hoặc Dạ có thể vâng. ấn ấn máy tính luôn thì đến đây nhá. Con sẽ hoàn toàn thay số trước này. Viết là như thế này. Sau đó đến đây là xấp xỉ nhá. Bởi vì nó là xấp xỉ đúng không? Dạ đúng. Thì đến đây nó ra kết quả là bao nhiêu? Con ấn máy tính như thế nào? 50 nhân 1,88 là bao nhiêu? Là 94. Đẹp thế à? Dạ vâng. Thế thì nó đây là làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai thì vậy phải là tăng 62 độ là 1,888888 á. Thiếu không ấy, nghe thầy nói này. Ấn máy tính tăng 62 độ đi. Được bao nhiêu lập tức nhân với số 50 luôn. Xem ra kết quả bao nhiêu. Xong đọc chính xác cái con số nó hiện lên trên máy tính cho thầy. Nó là 94,036327 94 này 036 đúng không? 323 vâng. 32 như này rồi gì? Thế nó bảo là làm tròn đến chữ số phân thứ hai, tức là làm tròn đến chữ số này đúng không? Vậy thì đến đây các con nhớ viết là xấp xỉ 94,04. Có hiểu không? Đơn vị ở đây là mét. Ok. Tại sao còn nhớ không? Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai tức là quan tâm đến chữ số này. Nhưng làm tròn đến chữ số này thì lập tức phải nhìn đến cái chữ số ngay đứng đằng sau nó. Thằng đằng sau nó nếu là một số lớn hơn bằng 5 thì sẽ cộng một đơn vị vào số đằng trước. Thế còn nếu nó nhỏ hơn 5 thì chúng ta sẽ chỉ cần xóa tất cả những thằng đằng sau đi thôi và giữ nguyên chữ số đang xét. Vì anh nhớ cái này rồi gì? Dạ vâng. Thì cái thằng này sẽ viết như sau nhá. Thầy sẽ dạy cho cái cách viết này. AB của chúng ta thì sẽ bằng là AC nhân tang của góc ACB. Con cứ viết như này trước. Sau đó thay số bằng 50 nhân tang của góc 62 độ. Được chưa Vi Anh? Dạ được rồi ạ. Đến đây chúng ta viết luôn là xấp xỉ 90,04 đơn vị là mét. Nhớ chưa? Vâng. Và đi đến kết luận như sau. Vậy chiều rộng của khúc sông khoảng 90,04 mét. Nhớ chưa nào? Phải có thêm từ khoảng nhá. Bởi vì nó không chính xác. Cho nên là vậy chiều rộng của khúc sông. Chiều rộng của khúc sông khoảng là 90,04 mét. Nhớ chưa? Dạ. Ok.
cần nốt lại thì nốt thật nhanh, sau đó là chuyển về bài tiếp theo nào. Xong rồi ạ. Ok. Hình nhá. Nào, làm bài hình này cho thầy. Rồi, ok, vẽ hình là mình. Cho đường tròn tâm O bán kính R vào điểm A nằm ngoài đường tròn, kẻ tiếp tuyến AB. À thế thôi, thứ ba tuần sau thì con lại phải thi buổi chiều nên là con không học được ạ. Bạn này nhìn khá quen thuộc.
Nào, suy nghĩ nào. Nào, có vướng mắc ở đâu không? Không.
Con đang ngồi viết chi tiết ra đây à? Hay thế nào? Dạ vâng. Con một môn nữa thôi. Không. Chuyên ngữ Amsterdam. Nói chuyện nữa chuyện này. Yeah, baby.
Được rồi ạ. Ok, nói thử thế nghe xem nào. Ý đầu tiên. con có OC bằng OB bằng R. OB bằng OC bằng R, rồi, nhất trí. Có tam giác OBC cân. Ok, cân, chính xác. Con có là OH là đường vuông cao góc. Vừa đường vuông góc với BC đúng không? Nên nó là đường cao. Rồi, sao nữa? Đồng thời là đường trung tuyến. Ừ, ok, là đường trung tuyến. Con sẽ suy ra H là trung điểm của BC. Rồi, nhất trí, đấy là ý đầu tiên. Thế còn OH nhân OA bằng R bình. OH nhân OA bằng R bình là sử dụng hệ thức lượng như nào đây? Bì Anh ơi, xong chưa con? Câu này con nó bị bỏ sót cái vế đằng sau. Ừ, thế nhưng mà thôi, không sao. Đây nhá. AB là trung tuyến đúng không? Dạ đúng. Thì AB sẽ phải vuông góc với OB gì? Dạ đúng. Nếu vuông góc thì nó sẽ góc này là góc vuông, vậy tam giác ABO là vuông tại B. Có BH thì lại là vuông góc với AO đúng không? Theo giả thiết. Vậy thì BH nó là đường cao. Vậy theo hệ thức lượng trong tam giác vuông ABO thì ta sẽ có OH nhân với OA sẽ bằng OB bình phương, tức là bằng R bình phương. Đúng chưa con? Dạ. Ok, xong rồi. Rồi sao nữa? Câu C thì... Câu B trước. AC là tiếp tuyến. Tiếp tuyến thì chắc là xét hai tam giác bằng nhau à? Ba. Hai tam giác bằng nhau trường hợp gì đây? Cạnh góc cạnh. Ok. Có AO chung, OB bằng OC và hai góc này thì nó chính là tia phân giác đúng không? Rồi, nhất trí. Vậy ta có được góc ACO bằng 90 độ mà C lại là điểm nằm trên đường tròn tâm O. Vậy suy ra AC là tiếp tuyến. Được chưa nào? Nhớ nhá. Ok, rồi câu C. Sẽ kể thêm giao điểm của OQ và DE là điểm K. Lấy điểm K, ok. Rồi sao nữa? DE nó là là hai tiếp điểm, cho nên là QO này chắc chắn nó sẽ làm sao? Nó sẽ là đường phân giác đúng không? Vậy thì ở đây con có khẳng định một điều là nó vuông tại K không? Có cần dùng đến cái đấy không? Con có ghi là AK vuông góc với cả OQ. AK vuông góc với OQ. Không, hiện tại là chưa có vuông góc đâu nhá. Bây giờ con phải đi chứng minh nó vuông góc, bản thân DE vuông góc với QO thì đúng. Đúng. Đúng không? Thì con sẽ xét tam giác. Nói thì nghe xem nào. Nhờ có câu A thì con có là con sẽ suy ra được là OH nhân OA sẽ bằng OQ
OQ nhân với cả là OK nhân với cả OQ. Rồi, chính xác, bởi vì OK nhân với OQ thì nó cũng chính là bằng là OD bình phương, tức là bằng bán kính bình phương đúng không? Dạ vâng. Cho nên nó đây là cặp tam giác đồng dạng. Còn một mục tiêu là như thế thì có suy ra cặp Dạ tam giác vâng. đồng dạng không? Vì ta có Dạ OH nhân OA bằng OK nhân OQ. Thầy sẽ viết nốt nốt lại đây nhá. O OH này nhân với OA, từ từ để thầy xóa cái này đi, cái này nó viết giờ này nó tích hợp vào chỗ này nó không được tốt lắm. Rồi ok. OH nhân với OA bằng R bình phương, đã có câu A. Ta có được là tương tự thì có là tam giác QDO vuông D đúng không? Thì ta sẽ có OK nhân với OQ cũng bằng OD bình phương, tức là bằng R bình. Từ hai điều này dẫn tới suy ra OH nhân OA bằng OK nhân OQ. Ok. được Ngoài mà ra thì đến đây con sẽ hình thành cho thầy được lấy cặp mà tích chéo đúng không? OH trên OK đi thì bằng là OQ trên OA. Ngoài ra lại còn có chung cái góc O ở đây đúng không? dạ đúng. Ok, vậy dẫn tới đây vuông thì dẫn tới đây cũng vuông. Như vậy là AK vuông góc với QO. Rồi, sao nữa? Mà DE lại vuông góc với cả OQ tại K nên là ba điểm ADE thẳng hàng. Ok, rồi, nhất trí. Như vậy là ở đây chú ý mỗi một điều là nó như này. Gọi thêm cái giao điểm này là điểm K, được không nào? Thì cái việc mà để chứng minh DE vuông góc với QO tại K thì cái này rất là đơn giản, nhưng con vẫn phải nói rõ ràng nhá. Được chưa? Thì ta Vâng. có là như này. QD, QE là hai tiếp tuyến. Nên ta có QD bằng QE. Được chưa? Thứ hai là nếu sử dụng đường trung trực ấy, thì phải nói thêm là OD bằng OE nữa để có được đường trung trực. Ok không? Thế còn nếu không ấy, thì con sẽ nói là xét tam giác QDE có hai thằng này bằng nhau. Vậy nó là cân tại Q. Thứ hai là có QK thì nó chính là đường phân giác của góc DQE mở ngoặc tính chất của một tiếp hai tiếp tuyến xuất phát từ một điểm ngoài đường tròn. Đúng không? Vâng. Thế thì cái thằng QK này là tiếp tuyến, thầy xin lỗi, là phân giác tại đỉnh cân nên nó sẽ chính là đường cao, vậy nó vuông góc ở đây. Vậy ta có được DE vuông góc với QK. Được chưa? Ok. Sau đó là đi chứng minh nốt cái thằng AK cũng vuông góc với QK nốt thì là sẽ xong cái gì? Đúng Dạ chưa? Ok. Thế thì cái chứng minh như con nói là sử dụng cặp tam giác đồng dạng chuẩn rồi, chính xác. Ok, rất tốt. Rồi, vậy bài này thôi thầy không trình bày chi tiết lại nữa nhá. Ok, nào, bài tiếp theo. tôi. Chuyện này chuyện này Thử cái bài Hà Đông xem nào. Bài Hà Đông mới thi ngày hôm qua hôm kia đấy. Trên lớp cô giáo đã cho làm thử cái vấn đề như này chưa? Đề này chưa? Đề này mới thi thì chắc Chuẩn. cũng chưa có. Cách đây độ 2 hôm hay sao, hay 1 hôm gì đấy, thầy không rõ chính xác. Rồi ok, thử xem bài này xem nào. Hãy
Ngoại ngữ. Chuyên anh nghĩa là 19. Câu đầu tiên này gần giống đúng không con? Khác nhau tí mỗi ở cái ý thứ hai thôi. Ý thứ hai một chút, nhưng ý thứ hai thì thầy với con đã từng làm ở buổi trước rồi. Khá quen thuộc luôn.
Xong chưa? Dạ, còn Vương mắc câu nào không? Câu cuối, ok. Nào. Câu cuối tức là con đã từng nghĩ rồi nhưng mà chưa ra, cho nên là thầy nói thì chắc nó sẽ nhanh hơn đúng không? À, bây giờ xử lý các câu 1, 2 trước nhé. MF là tiếp tuyến của đường tròn tâm O thì làm giống hệt như cái câu của bài trước đúng không con? Dạ đúng. Ok, vậy thì trong trường hợp này nó là H là trung điểm này. Nó vẫn dẫn tới là ta sẽ có được là OH là đường cao của tam giác cân, cho nên OH là tiếp tuyến. Thầy xin lỗi, OH là tia phân giác. Vậy hai cái góc ở đây EOM và MOF là hai góc bằng nhau, đúng không con? Vậy ta sử dụng cặp tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh nhá, dẫn tới góc vuông F, góc vuông F dẫn tới MF là tiếp tuyến. Ok? Được chưa nào? Được. Rồi, nhất trí. Bây giờ câu số 2. Đoạn thẳng MO cắt đường tròn O tại điểm Y và chứng minh Y là tâm đường tròn nội tiếp. Tâm đường tròn nội tiếp có nghĩa đó là đường tròn sẽ phải tiếp xúc với ba cạnh, đúng không con? Dạ, vâng. Tiếp xúc với ba cạnh phía trong và nó là giao điểm của ba đường gì? Ba phân đường... giác hả? Ừ, đúng rồi, chính xác, ba đường phân giác. Vậy thì cái thằng MI này chắc chắn nó là phân giác của góc M rồi, đúng không con? Dạ, đúng. Bây giờ nếu chứng minh FI là phân giác nữa thì xong gì? Có ok không? Con có chứng minh thế đấy không hay là làm kiểu khác? Con đầu tiên thì con sẽ chứng minh là EI phân giác góc E rồi MI phân giác góc M rồi con sẽ suy ra Y là giao điểm của ba phân giác. Tức là con nối E với Y gì? Thì chứng minh là EI EI với FI thì nó như nhau thôi, nó không khác gì nhau cả. Rồi ok. Vậy bây giờ thì thầy nói như này xem có đúng ý con không nhá. EI này muốn chứng minh là phân giác tức là hai cái góc ở trên này phải bằng nhau. Đúng không? Dạ đúng. Thầy gọi là ngày E1 thằng ngày E2 nhá, cho nhanh. Thế thì ta có nhìn này. E1 cộng với cái góc này 90 độ đúng không? Vâng. Đúng chưa? Rồi ạ. Thế E2 cộng với góc này có 90 độ không? Dạ có. Thế nhưng mà hai cái góc này nó lại làm sao? Nó lại bằng nhau đúng không con? Bởi vì tam giác EOI là cân tại đỉnh O. Ok? Dạ. Cho nên từ đó dẫn tới ta suy ra góc E1, E2 bằng nhau. Vậy EI là phân giác của góc MEF. Vậy ta có EI, MI lần lượt là hai phân giác cắt nhau tại Y. Từ đó suy ra Y là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác MEF. Ok? Được không? Dạ, được. Ok. Ok, cái câu cuối cùng này thì bây giờ thầy sẽ như nói này trước để con nghe xem có hợp lý không nhá. Đầu tiên này. Bây giờ thì con nhìn nhá, Q này, bản thân của chúng ta Q là cái gì? Q là cái gì của FD? Trung điểm á? Thế H là cái gì của EF? Cũng là trung điểm á. Rồi, vậy trung điểm thì nếu nó là trung điểm thì nối hai trung điểm nó có vẻ là đều trung bình không? Dạ, có. Đúng chưa? Vậy bây giờ bản thân cái thằng HQ nó đã là đường trung bình của tam giác EFD rồi. Bây giờ cần phải đi chứng minh cái điểm P này. Nếu mà chứng minh được nó là trung điểm của thằng FK nữa thì khả năng là xong luôn nhỉ? Thằng nó có chứng minh được là trung điểm của FK không? Dạ, có. Con chứng minh được không đã? Chắc là có. Chắc là có. Chứng minh kiểu gì? Nói thử nghe xem nào. Nhớ là 3 điểm HPQ này chưa thẳng hàng đâu nhá. Tránh ngộ nhận đấy, cẩn thận ngộ nhận. Nào, nói thử. Cẩn thận ngộ nhận thôi, chứ còn nếu mà nhận diện được tốt thì không sao. Nếu mà chỉ ra được P mà là trung điểm của thằng FK được thì xong luôn. Bởi vì nếu nó là trung điểm thì dẫn tới thằng HP nó sẽ là cái đường đi qua trung điểm của một cạnh
lại đi qua trung điểm của gạch còn lại thì nó cũng chính là đường trung bình. Vậy nó sẽ song song với ED. Thế mà HQ thì lại cũng song song với ED rồi. Vậy thì ba điểm này được gọi tên là ba điểm thẳng hàng, đúng không? Ừ. Nhưng vấn đề là làm nào để chứng minh được? Thử xem có nhận diện được không? Nếu không nhận diện được thì thầy sẽ hỗ trợ thêm. Hãy lưu ý đến còn một dữ kiện nữa khả năng con chưa dùng đến. Đây là cái gì? Cái này quan trọng phết đấy. Nó là góc vuông đúng không hả Vy Anh? Đúng. Ờ. Nếu mà là góc vuông ấy thì nó sẽ có được điều gì? Nó sẽ là một cái thằng nào đó song song với thằng ME, có đúng không? Chuẩn không? Chuẩn. Ok. Vậy thì bài này nhá, bài này nếu mà thầy dễ vẽ thêm một cái hình như thế này thì con sẽ nhận diện ra được ngay. Kéo dài M, kéo dài F, DF. Hai thằng này cắt nhau tại đâu đó. Tùy con thích gọi nó là điểm gì cũng được. Bây giờ trên hình này có điểm gì chưa dùng? Lấy điểm A nhá. Dạ vâng. Ờ điểm A đi. Đây, thì anh nhìn. Đầu tiên thầy có MO với cái thằng DA này song song với nhau không nhỉ? Có ạ. Chắc chắn song song vì hai thằng này nó là hai thằng cùng vuông góc với thằng EF, đúng chưa? Dạ đúng. Ờ. Thì như vậy là O là trung điểm của ED. Vậy thì M sẽ là trung điểm của thằng EA, ok? Dạ. Chuẩn chưa? Chuẩn rồi ạ. Ờ. Vậy nếu là trung điểm thì cái thằng ME và thằng EMA này có bằng nhau không? Có. Chắc chắn bằng nhau. Đúng không con? Dạ vâng. Ờ. Thế nhưng mà nó lại là có tính chất gì nữa nhỉ? Có nhìn thấy là cái thằng AE này với thằng FQ song song với nhau không? Có. Thế, vậy ta LED ta có được điều gì? PQ trên ME thì sẽ bằng DP chia cho DM. Ok. Dạ. Đúng không? Dạ đúng. Ờ, thế cái thằng PF này thì chia cho MA thì có bằng là DP chia cho DM không? Dạ, có. Ờ, thế thì DP trên DM thì giống nhau, dẫn tới là hai cái phân số thầy vừa đọc đó là PQ. PK chứ không phải là PQ. Chia cho ME thì sẽ bằng là PF chia cho AM, đúng không Vy Anh nhỉ? Dạ đúng. Ờ, thế nhưng hai thằng mẫu số bằng nhau. Như vậy thằng hai thằng từ số phải bằng nhau đúng không con? Dạ vâng. Xong chưa? Xong rồi. Ok nhá, hiểu hoàn toàn không? Rồi ạ. Ờ ok. Đây là một cách, cách này thì nó sẽ dễ, tất nhiên là vẽ thêm một điểm nhưng mà nó sẽ dễ dàng làm. Tức là cái ý tưởng của nó thì dễ suy ra bởi vì như sau. H là trung điểm của EF rồi, Q là trung điểm của FD rồi. Như vậy là cái thằng HQ này đã là song song với ED. Bây giờ nếu mà chứng minh được cái điểm P này là trung điểm của thằng này nữa thì chắc chắn là sẽ xong luôn. Vậy thì mục tiêu cao nhất của bài này chính là đi chứng minh hai thằng này bằng nhau. Nhìn thấy chưa? Rồi ạ. Đây là một cách thôi. Con hãy về nhà có nhiều thời gian hơn thì hãy suy nghĩ thêm về các cái cách thức khác. Ok? Được. Được chưa? Hiểu được cái bài này chưa? Rồi ạ. Rồi ok. Vậy thì trước hết là cái này thì chắc là con có kịp ghi đầu bài vào trong vở chưa? Hay là chưa? Hay với chị? Ờ, ghi kịp ghi rồi. À thế à, ok. Vậy thì tiếp tục về nhà suy nghĩ nhá. Dạ vâng. Thầy sẽ gửi thêm cho con thêm khoảng độ 4-5 cái đề học kỳ 1 của các trường Hà Nội mới thi nữa. Để cho con rèn luyện thêm. Được không? Dạ vâng. Gửi luôn bây giờ nhá. Ờ, ok. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ chỉ tạm thời là kết thúc tại đây thôi. Ok à? Có cái gì cần hỏi thầy không? Dạ không.
Chị có muốn rèn luyện thêm một số những cái bài cuối cùng không của các cái đề không? Kiểu như cái bài, như kiểu như bài cuối cùng, như kiểu kiểu như này này. Chắc là có. Có à? Bao giờ thi nhỉ? Hôm tới, tuần tới là ngày nào tương thi? 28 ạ. 28 là 5 hôm nữa. 5 hôm nữa là nó rơi vào thứ ba à? Ở đâu? Thứ ba, thứ tư gì đấy, đúng không? À đúng rồi, thứ tư Đây, thứ tư này. Rơi vào thứ tư. ạ. Rơi vào thứ tư nhưng mà chiều thứ ba này đã thi à? Thi cái môn khác gì? Thì 29 Thì bây giờ con xem là ngày thứ hai xem có dỗi ra được lúc nào không? thứ hai thì buổi chiều con lại học. Buổi chiều học. Thứ ba thì thi. Dạ vâng. Thế thì chẳng còn môn nào. Chủ nhật thì thấy kín rồi. Thứ hai thì tối thầy lại dậy mất rồi. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm là tất cả các buổi tối thầy kín hết. Thôi, thì bây giờ làm nào nhỉ? Thôi, cứ gửi cho con một số đề đi. Được chưa? Sau đó thì con hãy dành thời gian để thứ nhất là luyện cho thầy thật kỹ bài hình với các cái bài 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 về hàm số. Ok? Dạ. Sau đó thì mới động đến các cái bài cuối cùng. Được chưa? Rồi ạ. Lấy 9 điểm thôi cũng được. Tức là đầu tiên là mục tiêu phải thế đã. Sau đó các cái kia các con cảm thấy tự tin hết rồi thì mới nghĩ đến cái kia nhá. Được chưa Vi Anh? Rồi. Ừ. Đây thầy gửi cho con luôn một số đề này. Đây là các đề mới đấy. Được chưa? Rồi. Thế những cái đề mà cô giáo cho con làm ấy, có cái bài cuối có xử lý được không? Dạ có đề có. Có đề không à? Ok, xong tí nữa gửi luôn cho thầy mấy cái đề đấy nhá. Được. Vâng. Ừ. Thôi được rồi. Ok, hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây thôi. Được không Thôi, con? dạ rồi. Nha. Ừ, thầy Dạ, chào con. dạ rồi. Ừ.